Hứa Gia Cường, Hứa Gia Cường ơi, đâu rồi? À, anh ơi, nhỏ tiếng chút, đây là khu làm việc mà. Đây là Hoa Tổng Sương, khu làm việc thì sao hả? Hứa Gia Cường đâu? Tôi chính là Hứa Gia Cường. Anh chính là Hứa Gia Cường hả? Ông đây chính là Hoa Tổng Sương. Nói với Phụ Kiến Nghiêu, nước mà người dân Thượng Hải sử dụng là do tôi quản lý đó, đừng có can thiệp vào. Bỏ vô đấu thầu đi, cho các anh em một chén cơm ăn. Nếu không thì không khách sáo với hắn đâu. Nước ở Thượng Hải là của người dân Thượng Hải. Anh tưởng anh là ai? Chỉ một câu nói của anh là được rồi. Tôi nói cho anh biết, nhà máy nước này tôi phải xây. Anh có bao nhiêu lá gan vậy hả? Anh có biết anh em ở đây sống bằng nghề gì không? Tôi mặc kệ các anh làm nghề gì. Nếu như dám cản đường của tôi thì đừng trách tôi không khách sáo. Ồ, đúng là không sợ chết thật đó. Vì con cáo già Phụ Kính Nghiêu đó, anh thấy đáng không? Đừng. Hứa đại ca, đừng bỏ súng xuống đi. Tôi ghét nhất là người khác chỉ súng vào đầu của tôi. Biết rồi. Hứa đại ca có gì từ từ nói đi. Hứa đại ca đừng mà. Anh nghe kỹ cho tôi. Sau này tới chỗ làm việc của người khác phải biết lễ phép. Được rồi, tôi không dám nữa đâu. Cùng đi. Dạ. Anh không cho tôi sống, tôi không cho anh sống đâu. Bây giờ theo yêu cầu của con, họ Phùng mình á đã bắt đầu có một cách ăn khác rồi hả? Con không khỏe hả? Hả? Đâu có. Tối hôm qua đi chơi với Văn Cường có vui không? Đừng nói nữa, nhắc tới là thấy bực rồi. Sao nữa? Tối qua lúc cậu ấy đưa con về nhà, ba thấy hai đứa cũng vui vẻ với nhau lắm mà. Anh ấy đưa con về? Ờ. Đưa con về hồi nào? Sao con không biết vậy? Chuyện của tụi con, sao lại hỏi ba? Kệ đi, nghĩ tới là bực rồi. Không thể cho bọn chúng sống hết đêm nay được. Dạ. Nhưng mà tay hộ qua đó, tưởng là ngay lúc mấu chốt này tôi không dám động tới hắn. Ông đây không sợ gì hết. Kêu Đinh Lực đi. Dạ. Khốn kiếp, mấy thằng này đừng có học sống hết đêm nay. Đây là bản báo cáo điều tra của chúng tôi, có liên quan tới một số vấn đề quan trọng mà sau này nhà máy cần phải giải quyết. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm toàn bộ tài liệu quan trọng nhất mà chúng tôi điều tra qua thực tế. Tôi hoàn toàn tín nhiệm vào ông Phùng và anh Hứa đây. Dự án này về mặt thủ tục không có gì rắc rối. Tại sao chính phủ chúng tôi cho tư nhân tham gia vào việc này? Tại sao chúng tôi lại muốn hợp tác với ông Phùng? Chẳng lẽ không phải vì ông Phùng có thực lực về kinh tế sao? Về mặt này thì ông Phùng không phải là người mạnh nhất ở Thượng Hải. Ở cái đất Thượng Hải này,
Có những lúc không nhất thiết phải dựa vào khả năng kinh tế đâu. Vậy ý của ông là? Anh hứa, anh rất thông minh, chắc anh cũng hiểu ý tôi. Trong dự án xây dựng nhà máy nước này, điều làm tôi đau đầu nhất chính là bọn lưu manh như Hoa Tổng Sương. Chúng tôi cho rằng ông Phùng là khắc tinh của hắn. Tôi xin mạo muội nói một câu. Tôi biết anh Hứa đang nghĩ cái gì. Muốn làm chuyện gì đó ở cái đất Thượng Hải này thì phải có những thủ đoạn khác thường. Còn thằng nào không sợ chết nữa hả? Tao cho tụi bay 18 tiếng đồng hồ, toàn bộ rút khỏi bến Thượng Hải cho tao. Tao mà nhìn thấy thì gặp thằng nào tao bắn thằng đó. Vấn đề bọn lưu manh được giải quyết rất nhanh gọn. Đinh Lực làm việc rất là quả quyết. Phải nói là có chút khí thế giống hồ chúng ta còn trẻ. Dân Cường cũng được người ngoại quốc tin cậy lắm. Đúng vậy, bây giờ cậu ấy trở thành nhân vật chính của các tòa soạn rồi. Có lẽ hai cậu thanh niên này mai mốt sẽ gây dựng nên sự nghiệp lớn ở Thượng Hải. Tường à? Dạ. Chuyện trình trình với Văn Cường, anh là người ngoài cuộc, anh nói thật tôi biết đi. Hai đứa tụi nó rốt cuộc có phải là một đôi không? Sao mà cứ hai ba ngày là lại giận nhau nữa vậy? Ông hỏi tôi chuyện này hả? Ông Phùng đừng nôn nóng quá, cũng đừng lo lắng quá. Mấy chuyện của bọn trẻ cứ để tụi nó tùy duyên thôi. Anh Cường, hôm nay là ngày vui gì? Sao lại uống rượu? Nè, uống chung với em đi. Sao vậy? Em cũng mê tín à? Cầu cho vong hồn của các người sớm siêu thoát, sớm đầu thai. Nổ súng rồi sao? Đúng vậy, giết Qua Tổng Sương rồi. Anh Cường à, em cũng không biết là quen biết anh rốt cuộc là phúc hay là họa đây. Nhờ biết anh, em được ở nhà rộng, tiền cũng không thiếu, mấy cô gái đẹp cứ bám theo em. Nhưng mà em lại cảm thấy những ngày tháng này càng sống càng thấy khổ đó, muốn phát quản. Bây giờ em chuyên giết lưu manh, em còn lưu manh hơn tụi lưu manh nữa. Anh nói đi, loại người như Hoa Tổng Sương đáng chết hay không đáng chết đây? Lúc trước anh có dặn em, chưa tới lúc thực sự bất đắc dĩ không được giết người. Trong đó không bao gồm loại người như Hoa Tổng Sương. Anh uống đi. Lực à, chú Tường nói với anh, Trình Trình bệnh rồi, ngày mai chúng ta đi thăm cổ đi. Những người yêu nhau gặp nhau em theo làm cái gì? Không đi. Tại Hoa Tổng Sương bỏ mèo quan vô nhà làm Trình Trình sợ tới phát bệnh. Bây giờ Hoa Tổng Sương chết rồi, chắc là cô ấy yên tâm được rồi. Trình Trình không quan tâm chuyện này đâu. Bến Thượng Hải có ai chết cậu cũng không biết. Anh Cường nè, hai anh em mình cùng uống với nhau. Uống đi anh. Thưa bà con cô bác, mọi người đều biết Lực bắn lê này có phải không? Báo cho mọi người biết tin tốt lành, bọn lưu manh hôm trước đã bị tôi đuổi hết đi rồi. Hay quá. Từ giờ trở đi không ai ức hiếp mọi người nữa.
Hay quá. Còn một tin tốt lành nữa muốn báo cho mọi người. Sau này khi ông Phùng Kính Nghiêu mua được nhà máy nước rồi thì thời gian cấp nước mỗi ngày từ 2 tiếng sẽ tăng thành 8 tiếng. Đinh Lực, tôi coi tờ báo này suốt nguyên buổi sáng này rồi đó. Anh rất là ăn ảnh, đẹp trai. Ai chụp hình cho anh vậy? Hôm khác nhờ chụp giúp tôi một tấm nha. Được. Trình Trình à, tôi nghe nói cô đã sợ tới phát bệnh luôn, nhưng bây giờ tôi thấy cô không có chút nào là bệnh hết. Cô yên tâm đi, mai mốt chuyện tương tự như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Chỉ cần có Đinh Lực tôi. Ai nói tôi sợ chứ? Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho con mèo đó thôi. Hai người nói chuyện đi nghe. Hôm đó em đã chờ 3 tiếng đồng hồ, hết 2 suất phim luôn đó. Lực à, Lực. Chú Tường đang làm gì đó? Đi dạo vậy thôi hả? Lâu lắm rồi không có trò chuyện với cậu. Thế nào rồi, mẹ của cậu vẫn khỏe chứ? Ở nhà có quen không? Nói thật lòng, con người của mẹ tôi chắc là nghèo khổ quen rồi, không ở chỗ sung sướng được, cho nên đành phải để bà dọn dẹp sạch bát thôi. Mà cũng tốt, mất công bà ấy từ sáng tới tối cứ lải nhải hoài, giờ thì yên tĩnh rồi. Lấy cô vợ về xin mấy thằng con mập mạp cho bà thì tốt rồi. Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà không xứng. Hơn nữa người ta cũng không có thương tôi. Ý thanh niên tốt như cậu, vừa có bản lĩnh vừa có lòng trượng nghĩa. Mấy đại ca ở đường khẩu đều đang hỏi thăm chuyện về cậu đó. Cậu mà không cưới vợ được sao? Tôi thấy giống chú Tường nói cũng tốt mà. Khỏi lấy vợ, một thân một mình khỏi lo cho ai. Muốn làm gì thì cứ mặc sức mà làm, chết rồi thì thôi, người nhà cũng khỏi lo lắng gì cho tôi. Tôi bắt chước chú Tường đó. Anh không muốn coi chung phim với em thì nói rõ đi. Em cũng đâu phải là người không biết điều, cứ bắt anh phải đi coi chung. Nhưng anh đã hứa với em rồi, anh đã hứa thì phải giữ lời chứ. Hay là về đi được không? Lần sau anh hẹn em đi coi phim, em cũng được có tới, để anh chờ em 3 tiếng đồng hồ. Em không có làm như vậy đâu. Em đã hứa thì em sẽ tới đúng giờ, hơn nữa còn tới sớm 2 phút. Vậy tại sao phải tới sớm 2 phút? Nếu mình tới sớm quá thì người ta sẽ coi thường mình, tới trễ thì người ta sẽ nói là không giữ lời. Em chưa bao giờ chủ động mời người con trai nào đi coi phim hết. Lần đầu tiên hẹn anh thì anh như vậy. Ai cho anh ngồi đó? Tốt lắm, bài báo này viết đúng lúc lắm. Người viết tên là gì? Thu Thời. Bút danh này nghe lạ tai quá. Thu Thời chính là Lỗ Chính Thu, bạn học của Hứa Văn Cường đó. Vậy mới phải. Viết như vậy mới phải chứ. Chuyện này Văn Cường giải quyết rất thỏa đáng. Anh thu xếp đi. Coi lúc nào được thì mời họ ăn bữa cơm với nhau. Dạ. Mình cũng cần có người bên phía báo đài lắm. Văn Cường,
Anh có tin trên đời này có ma không? Văn Cường, anh sợ ma không? Hồi nhỏ mẹ em có kể cho em nghe một câu chuyện, nghe xong em sợ lắm. Chưa bao giờ em dám ngồi một mình ở ngoài này vào ban đêm. Vậy chúng ta mau vô nhà đi, coi chừng có ma đó. Em hết sợ rồi, tại vì có anh ở đây. Hơn nữa, mẹ em nói em tinh ranh hơn ma, tới ma cũng sợ em. Còn anh có sợ em không? Sợ? Sợ gần chết rồi. Văn Cường, ngày mai anh có rảnh để đi cùng với em không? Em muốn đi đâu? Em muốn anh đi dạo phố với em. Sắp tới sinh nhật một người bạn của em, em muốn mua quà để tặng. Muốn anh đi với em, chỉ nửa tiếng thôi. Không được. Tại sao chứ? Tại vì anh có thể đi với em một tiếng lận. Lần này không được đến trễ nữa đó. Yên tâm đi, nếu ngày mai anh tới trễ nữa thì... Nếu ngày mai anh tới trễ nữa thì em sẽ biến thành con quỷ nhỏ nhảy ra cắn anh. Anh Hứa à, lão gia mời anh vô nhà một lát. Tôi biết rồi. Ba em gọi anh. Anh vô nhà một lát. Anh chờ em với. Đàm phán lần này với lợi sĩ rất là thuận lợi. Đây là bản hợp đồng sơ bộ. Cuối tuần này ông ấy phải đi Quảng Châu, nên tuần tới cũng vào lúc này là chúng ta có thể ký hợp đồng chính thức. Tốt lắm. Ngồi đi. Tốt lắm. Hôm ký hợp đồng á, chúng ta phải làm cho rôm rã một chút. Mời anh bạn của cậu làm khách mời quan trọng đi. Chúng ta nhất định phải cho người dân khắp bến Thượng Hải này biết chúng ta đang làm việc từ thiện. Tôi biết rồi. Gặp được cậu ấy, thay mặt tôi cảm ơn trước. Nói với cậu ấy, mai mốt tôi nhất định sẽ đích thân mời cậu ấy ăn bữa cơm. Tôi sẽ nhắn lại. Có gì không ổn à? Đúng là có chút không ổn. Cuộc đàm phán lần này diễn ra quá thuận lợi. Thuận lợi tới mức làm tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Tay lợi sĩ này hình như hoàn toàn không để ý tới những điều khoản trong hợp đồng. Ví dụ như vấn đề quan trọng nhất là tiền vốn, mà hắn chỉ để ý ông Phùng có tham gia hay là không thôi. Điều đó chứng tỏ hắn hiểu tình thế. Tiền vốn của chúng ta có vấn đề gì sao? Cũng không phải. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút không yên tâm. Tôi có cảm giác hắn chỉ lợi dụng chúng ta giải quyết vấn đề bọn lưu manh. Tại vì hắn đã nói thẳng với tôi không chỉ một lần rằng cả cái bến Thượng Hải này chỉ có ông có thể đối phó được qua tổng xương thôi. Tay ngoại quốc này hiểu chúng ta quá. Hắn biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Cậu có vẻ mệt rồi, có muốn nghỉ mấy bữa không? Đi đâu đó chơi với Trình Trình đi. Bây giờ là lúc máu chú, không có nhiều thời gian như vậy đâu. Tôi không muốn cậu giống như tôi, suốt ngày chỉ lo chuyện làm ăn mà lại quên mất người đáng để cậu quan tâm tới nhất. Cô Phương à,
Xin hỏi cô chuyện này nghe. Nếu cô mê cờ bạc thiệt thì cô tới sòng bạc khác chơi đi, đừng có lượn qua lượn lại ở chỗ của tôi nữa, có được không? Lực à, tôi biết quy tắc mà. Mỗi buổi tối tôi chỉ được chơi chịu 1.000. Tôi không làm anh khó xử đâu. Cô Phương à, cô như vậy làm người khác đau lòng lắm. Có gì đâu mà đau lòng. Tôi tới sòng bạc của anh là ủng hộ các anh mà. Nói cũng phải, nhưng mà cô đúng là người phụ nữ làm người khác phải đau lòng đó. Có chuyện này tôi vẫn không hiểu. Cô cũng đã chọn cho mình một cuộc sống như bây giờ rồi thì cô nên vui vẻ. Cô nên đi hát hò, đi nhảy múa, xoay quanh mấy tay nhà giàu có đi. Vậy mới là cô chứ. Thì tôi đang hát hò, tôi đang nhảy múa, cũng đang cười đây. Từ trước tới giờ không phải các anh đều xem tôi như vậy sao? Anh Cường không bao giờ nói chuyện của cô cho tôi biết. Tôi cũng không muốn hỏi. Không sao hiểu nổi mấy người có học như các vị đây, mà cũng không biết mấy thứ được học đi đâu mất rồi. Đứng lại. Chú Cửu. Lực. Ha. Ông chủ Đinh. Không thấy chú Cửu một thời gian rồi. Không thấy chú cầm gậy đi tuần tra ngoài đường giữ trật tự nữa ha. Ông chủ Đinh à, thật là ai nai quá. Mấy chuyện đó cũng đã qua lâu lắm rồi. Hình như tôi cũng không nhớ được gì nữa. Ông chủ Đinh à, tôi chỉ đi ngang qua đây nhân tiện vô coi thử thôi. Lệ đô này đúng là ăn nên làm ra hơn thời của thằng Kim Mập. Ông chủ Đinh đúng là có bản lĩnh thiệt. Ông Phùng có con mắt nhìn người đúng là tinh tường. Thằng Kim Mập là cái thớ gì chứ, đúng không chú Cửu? Đúng vậy, đúng vậy. Chú Cửu. Một ngàn đồng này hôm nay coi như tôi mời chú. Cảm ơn, cảm ơn. Chơi cho vui nha chú Cửu. Tôi xin phép. Có khách tới, mời lên lầu. Tôi tưởng là anh sẽ mời tôi tới nhà hàng Tây ăn một bữa chứ. Đúng là tiết kiệm. Nếu tôi mời anh ăn món Tây thì anh sẽ chửi tôi là giặc bán nước. Đằng nào cũng không được, nên tới đại chỗ tôi thích ăn nhất. Quán ăn miền Bắc này nấu mấy món miền Bắc chính cống lắm, tôi rất thích ăn. Anh đúng là hiểu tôi thật. Tôi cũng rất thích. Vậy mà tôi cứ tưởng là chúng ta không còn điểm nào chung hết. Nè, anh đã coi báo chưa?
Phùng Kính Nghiêu kêu tôi cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Tôi cũng muốn nói cảm ơn anh lắm. Văn Cường à, hai chúng ta biết nhau lâu như vậy rồi, anh nghĩ là tôi sẽ nhận sao? Đinh Lực đuổi bọn lưu manh đi, đúng là đã làm một chuyện tốt cho người dân ở đây. Nếu sau này Phùng Kính Nghiêu có làm chuyện gì có lỗi với người dân Thượng Hải thì tôi cũng sẽ viết đúng sự thật. Nếu tôi biết hôm nay là ông chủ của anh mời cơm thì tôi đã không tới rồi. Với lại tôi viết bài đó hoàn toàn nói đúng sự thật, không có liên quan gì tới chuyện tôi và anh là bạn. Tôi cũng không dám mong anh sẽ thay đổi giống như tôi. Có lẽ Phùng Kính Nghiêu có mục đích riêng của mình, nhưng nếu như kết quả là tốt thì tại sao chúng ta không thuận nước giống thuyền chứ? Ừ. Biểu hiện lúc này của Phùng Kính Nghiêu thật sự là tốt vô cùng. Nhưng anh không hề thắc mắc ông ấy là đại ca trong giới xã hội đen mà lại hành động như vậy, anh không cảm thấy có chút kỳ lạ sao? Có lẽ ông ấy cần những mối làm ăn chính đáng. Hy vọng là vậy, nhưng mà tôi lại nghĩ khác. Mặc dù công ty Kiến Trung trên danh nghĩa là một công ty mậu dịch, nhưng tôi dám cá với anh, hàng buôn bán ở đó tuyệt đối không phải là thứ gì đàng hoàng đâu. Ông Phùng à, tên cửu lại xuất hiện ở Lệ Đô nữa đó. Hắn chưa chết à? Hắn tới Lệ Đô để làm gì? Cũng không biết nữa. À, Đinh Lực đã cho hắn 1.000 đồng chơi bài, bây giờ đang quan sát hắn. Ờ, Đinh Lực đã nắm cách làm rồi, làm được chuyện lớn rồi. Cứ để Đinh Lực quan sát hắn. Dạ. Văn Cường à, tôi kể chuyện một người với anh, anh đừng có kinh ngạc nghe. Nói đi. Phương Diễm Vân, nghe nói bây giờ cổ là gái bao sang nhất ở bến Thượng Hải này. Không tin. Tôi không tin thật đó, nhưng mà tôi đã nhìn thấy rồi. Nhìn thấy thật rồi. Thật đó. Nè, bây giờ anh có liên lạc với cổ không? Nghe nói có quan hệ không được rõ ràng lắm với Phùng Kính Nghiêu. Vợ bé không ra vợ bé, người tình cũng không ra người tình. Sao lại nói cô ấy như vậy? Cô ấy không phải là bạn của chúng ta sao? Cô ấy là người như thế nào anh lại không biết à? Người khác coi thường cô ấy đã đủ rồi, bạn bè với nhau sao còn nói cô ấy như vậy? Cô Phương, chơi một mình sao? Là ông à? Đúng vậy, là tôi đây. Lâu quá không gặp, nhớ tôi có phải không? Cưng à, ngồi yên đi. Để người khác nhìn thấy, người ta sẽ cười đó. Hôm nay hình như không có ai chơi với cô. Để tôi bầu bạn với cô nghe. Ông tránh ra không? Nếu không thì tôi la lên. Được thôi, la đi.
Cùng lắm thì mọi người sẽ tưởng tôi muốn ngủ với cô. Loại phụ nữ như cô, thêm hay bớt một người ngủ với cô thì có khác biệt gì đâu. Cô chỉ là một con điếm. Nếu để con cáo già Phùng Kính Nghiêu đó biết cô và Hứa Văn Cường có quan hệ với nhau thì cô đừng hòng ở đây làm ăn nữa. Ông là đồ lưu manh, ông muốn gì? Tôi muốn cái gì cô thừa biết mà. Cô cưng, ngoan đi. Chỉ cần cô ngoan ngoãn thì tôi sẽ không biết cái gì hết. Còn nếu như cô không ngoan thì tôi không phải là tôi nữa. Cách đối nhân xử thế của tôi ở bên Thượng Hải này cô đã biết quá rõ rồi. Đặt một phòng đi. Ông là đồ khốn. Phương Diễm Dân này không phải là mới sống 1-2 năm ở bến Thượng Hải, với sức của ông mà bây giờ muốn chơi tôi sao? Ngậm miệng của ông lại đi. Nếu như ông dám nói lung tung thì nhờ người khác nhặt xác giùm ông. Cô Phương, có phải lão già đó muốn kiếm chuyện với cô không? Cho xe đưa tôi về nhà có được không? Tôi đưa cô về. Còn điểm khốn kiếp, cảm ơn anh Lực. Cô Phương một mình nhớ để ý nha. Anh Cường có thời gian sẽ tới thăm cô. Anh đã sắp kết hôn với cô Phùng có phải không? Đã định ngày cưới chưa? Tôi không biết. Anh em tôi không bao giờ nói với nhau về chuyện tình cảm đâu. Thật ra trong thời gian này anh ấy không nên đến thăm tôi. Có thể kết hôn với cô Phùng, có thể gặp được một người phụ nữ yêu anh ấy tới như vậy, chúng ta phải thấy vui cho anh ấy, không phải sao? Ugh.
đi đâu hết rồi? Anh Cường, chuyện gì vậy? Nè. Anh là ai vậy? Muốn cái gì đây? Ai vậy? Nội vừa hứa Văn Cường, kêu hắn làm hai chuyện. Thứ nhất, kêu hắn chuẩn bị 5 vạn tiền mặt. Thứ hai, hứa Văn Cường và Đinh Lực, hai thằng chết tiệt này, phải quỳ lại tôi 8 lại ở trước nhà hát Lệ Đô. Nếu trong vòng 48 tiếng đồng hồ không làm xong mấy chuyện này, thì mấy tấm hình của cô sẽ xuất hiện trên trang báo ngày mốt ở bên Thượng Hải. Toàn là trang nhất của các tờ báo. Đây là địa chỉ của tôi, giao cho Hứa Văn Cường đi. Còn điếm chết tiệt, thứ khốn kiếp. Anh Cường, vậy rồi hả? Sao lại ngủ ở nhà của em vậy? Em đang định hỏi anh đó chứ. Tối qua anh uống sai bí tỉ nằm gục ngay trước nhà em luôn, nên em đưa anh về chỗ em nghỉ nè. Uống dai mà uống dữ vậy? Lộ Chính Thuôn, em biết ngay là cái thằng đó không có tốt lành gì mà làm cho anh uống dữ vậy. Đừng có nói lung tung, tụi anh là bạn học hồi trước, gặp lại nhau mừng mà. Hắn chỉ muốn bám lấy anh để kiếm chác gì đó thôi. Không nói với em nữa, anh phải đi đi. Nè, anh muốn đi đâu? Tới bến cảng. Thôi đừng có đi, ngủ thêm lát nữa đi. Anh ra bến cảng làm gì? Bây giờ bên ngoài có nhiều lời đồn, anh phải ra bến cảng một lát, coi hàng của chúng ta thế nào. Anh Cường, vậy em đi chung với anh nha. Không cần đâu, em lo việc của em đi. Vậy anh xuống dưới ăn chút gì trước đi. Được rồi, không cần lo cho anh. Alo, anh Lực phải không? Tôi là thư ký Trần. Hồi nãy nhà cô Phương gọi điện tới, nói cô Phương sẽ ra chuyện rồi. Tôi ạ. Tôi lại không tìm thấy giám đốc Hứa. Anh nhắn lại giùm tôi được không? Anh Cường. Anh Cường, bảo ra. Anh Cường à, chuyện này... ra ngoài hết đi.
Em biết từ trước rồi. Chú Tường nói, khoan nói với anh trước, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết mà. Chú Tường kêu em giết người thì em giết người, chú Tường kêu em phóng hỏa thì em phóng hỏa, chú Tường kêu em làm cái gì thì em làm cái đó. Em có đầu óc hay không vậy? Em chỉ biết em là người của ông Phùng. Ông Phùng có ơn với em, kêu em làm gì thì em làm cái đó thôi. Lực à, vũ khí, vũ khí, người khác anh mặc kệ. Em, anh, hai anh em chúng ta không được đụng tới, không được đụng tới. Bên cô Phương gọi điện thoại tới, hình như xảy ra chuyện gì rồi. Trịnh Trịnh, lại đây. Con định đi đâu vậy? Cửa hàng Bách Hóa. Đi một mình à? Con đương nhiên muốn đi một mình rồi. Không tính tụi nó. Ông Phùng à, lâu lắm rồi không thấy ông vui như ngày hôm nay đó. Làm cha mẹ ai cũng vậy thôi. Đừng có đi theo anh. Chào anh Hứa. Người cho khỏe, lát anh mời bác sĩ tới khám cho em. Anh nhất định sẽ bắt thằng khốn kiếp đó phải trả giá. Văn Cường, cũng tại em không tốt, anh mặc kệ em đi. Anh mà là anh không tốt, anh không bảo vệ được em. Sáng sớm hôm nay tôi vô phòng của cô Phương thì thấy cô Phương bị thương rồi, đồ đạc ở trong phòng lộn xộn lên hết. Có hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì không? Tôi có hỏi nhưng mà cô Phương không có nói. Anh Cường, anh Cường à, anh Cường, cô Phương cổ. Làm gì thì làm, đừng đi theo anh. Anh Cường,
cô Phương đã xảy ra chuyện gì rồi có phải không? Giờ anh muốn đi tìm ai vậy? Anh đã nói với em rồi, chuyện này không có liên quan gì tới em. Em mặc kệ anh. Không được. Em là ai? Em là em của anh mà. Anh đừng có tưởng em nhìn không ra. Sắc mặt của anh hôm nay lạ lắm. Chắc chắn Phương Diễm Vân là có chuyện gì rồi. Anh Cường, em là em của anh. Chuyện của anh tức là chuyện của em. Được, anh nói em nghe. Giám đốc Hứa, anh vô đây với tôi. Ngày mai chuẩn bị 5 vạn, tôi cần dùng. 5 vạn? Chuyện này hơi khó rồi. Khó thì tìm cách giải quyết. Ngày mai nếu tôi không nhìn thấy tiền ở trên bàn của tôi thì anh cút ngay cho tôi. Dạ, dạ giám đốc Hứa. Em cũng không định tới đây. Em nghĩ là anh kẹt chuyện gì đó nên mới trễ hẹn. Nhưng em muốn anh giải thích rõ ràng trước mặt của em. Anh làm sao vậy? Sao sắc mặt của anh khó coi vậy? Có chuyện gì à? Không có. Anh thì có chuyện gì chứ? Sao em tới đây vậy? Đầu óc của anh để đâu rồi? Em lại chờ anh lâu lắm rồi phải không? Thực xin lỗi. Em ngồi một lát, anh đi rót nước cho em. Anh có tâm trạng gì đừng có giấu em. Nói em nghe đi. Anh nói cho em nghe thì em sẽ không giận nữa, sẽ bỏ qua cho anh. Anh thì có tâm sự gì chứ? Tin anh đi, không có gì thật mà. Anh đang làm việc thôi. Anh không có làm việc. Anh đang nghĩ gì đó? Bây giờ anh đang làm gì? Được rồi. Anh ăn cơm trưa chưa? Đi ăn cơm với em đi. Có đẹp không? Đừng có giỡn được. Anh xin lỗi. Anh thấy trong người hơi khó chịu. Anh thấy không được khỏe. Anh quá đáng lắm. Chưa bao giờ có ai dám đối xử với em như vậy. Thank you.
Alo. Diễm Vân à, trong người thấy đỡ chút nào chưa? Tối hôm nay có một vị khách quan trọng tới nhà. Là ông lợi sĩ tay người anh đó. Ông ấy cứ muốn được làm quen với em. Anh nói là em chắc chắn sẽ tới gặp gỡ nói chuyện với nhau. Được. Anh cho xe tới đón em. Được. Ai đó? Đây là phòng của con gái. Khi không con trai vào phòng của con gái để làm gì? Em cho anh thời gian một phút. Trong vòng một phút, nếu lý do anh không thuyết phục được em thì em sẽ bỏ mặc anh luôn. Sao không lên tiếng đi? Anh không có gì để biện minh cho mình. Hôm nay đúng là đã xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng. Bây giờ anh không nói được. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nói với em. Nhưng nếu em vì chuyện này mà bỏ mặc anh, hoặc là không chịu bỏ qua cho anh, thì anh cũng đành chịu. Anh tới là để nói với em. Món quà em tặng cho anh, anh thích lắm. Em bỏ qua cho anh rồi. Em bỏ qua cho anh. Không phải vì anh đã thuyết phục được em. Mà vì em không hề có ý bỏ mặc anh đâu. Anh có chuyện gì, đừng có giấu em. Em có thể chia sẻ với anh mà, có biết không?
Sau này có chuyện gì đi nữa cũng không được nạt em. Ba của em nóng tính tới như vậy, từ nhỏ tới lớn cũng chưa bao giờ nạt em. Nghe thấy không? Cô Phương tới rồi hả? Ông Phùng, mời ngồi. Cô Phương cũng biết nói tiếng Anh nữa đúng không? Lát nữa ông lợi sĩ tới đây, cô nói mấy câu tiếng Anh nữa nè. Trình Trình à. Hả? Con vô đại học cũng được học tiếng Anh phải không? Có cô ấy nói được rồi, không cần con phải nói nữa, đúng không Văn Cường? Văn Cường, thật ra người ta chỉ nói bừa thôi. Thứ tiếng tôi nói rành nhất chính là tiếng Bắc Bình. Chỉ có khi nào nói được tiếng Bắc Bình mới thấy thoải mái nhất. Ông Phùng, tôi muốn vào nhà vệ sinh. Con cũng muốn đi vệ sinh. Tôi gọi điện thoại tới nhà ông lợi sĩ xem thế nào. À được. Cô Phùng có chuyện gì muốn nói sao? Cô thích Văn Cường có phải không? Xin lỗi cô, hôm nay tôi không muốn nói về vấn đề này. Tôi thì muốn. Cô Phùng, người phụ nữ Văn Cường yêu là cô, không phải là tôi. Chúng tôi quen biết nhau nhiều năm, tôi coi Văn Cường như là em trai, cho nên vấn đề này mai mốt chúng ta đừng nhắc tới nữa. Văn Cường yêu cô đã không dễ dàng gì, cô nên có lòng tin ở anh ấy. Anh ấy nói vậy với cô sao? Chuyện này cần phải nói ra sao? Con gái của Phùng kính yêu, người bình thường ai dám yêu?
Ông ta không ở nhà. Người ở lãnh sự quán cũng nói không biết. Người anh là như vậy đó. Chờ thêm lát đi. Bọn họ làm việc lúc nào cũng thận trọng. Mình có sốt ruột cũng vô ích. Kiên nhẫn chờ một chút vậy. Nè Văn Cường, anh biết không, hôm nay đầu bếp nhà em mời về là người làm món tay giỏi nhất ở Thượng Hải đó. Có phải không vậy ba? Anh phải ăn nhiều lên đó. Ông Hùng, có chuyện gì? Ông lệ sĩ không có ở nhà, nó là đi chơi bowling ở câu lạc bộ rồi. Hắn làm vậy là ý gì? Để tôi tới câu lạc bộ. Thôi khỏi đi. Không tới thì thôi. Hắn muốn chơi chúng ta. Không còn lý do gì khác nữa đâu. Không tới thì không tới. Chúng ta tự ăn đi. Nào ăn đi. Ông Phùng, tôi muốn xin phép về trước. Ăn xong rồi hãy về. Tôi thấy hơi nhức đầu, muốn về nghỉ ngơi sớm. Được, cũng được. Không khỏe à? Không, tôi không sao. Tôi xin phép. Để tôi đưa cô Phương về. Ba, kêu chú Tường đưa đi. Cũng được. Văn Cường, ông Phùng, tôi về.